Mặc dù T1 đã thua trên sân nhà thì không thể phủ nhận đây là sự kiện cực kỳ thành công của họ tại LCK. T1 Home Crowd đã cháy vé chỉ một thời gian ngắn sau khi mở bán, với giá vé trung bình từ 84.000 đến 119.000 won. T1 đã bán được 7.000 vé và thu về khoảng 700 triệu won. Con số này tương đương với khoảng tiền 13 tỷ đồng, con số khổng lồ dù là ở LCK hay bất cứ khu vực nào trên thế giới. Không những vậy, T1 Home Crowd cũng có rất nhiều sự kiện bên lề và những gian hàng với chủ đề xoay quanh T1 và đại sảnh huyền thoại của Faker. Vậy nên, đội tuyển này có lẽ cũng thu được không ít lợi nhuận từ việc bán hàng. Không những vậy, sự kiện này của T1 còn có sự góp mặt của diễn viên Park Bo Young. Cô đã xuất hiện tại nhà thi đấu để tặng hoa cho các tuyển thủ. Có thể coi cô là một trong những người hâm mộ nổi tiếng nhất của T1 vì là diễn viên nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn của T1 để cổ vũ. Về khoản khuấy động không khí, T1 cũng đã mời được nữ ca sĩ Ailee và với dàn hoạt náo viên nổi tiếng Hàn Quốc để góp vui tại T1 Home Ground. Do đó khán giả đến sự kiện này sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời, không khác gì những sự kiện giải trí. Được coi là một trong những cái tên hàng đầu LPL, đến nay The Shine vẫn giữ cho mình được sức hút ở thị trường Trung Quốc mặc dù đã qua thời kỳ đỉnh cao. Cũng vì vậy mà mọi giải đấu The Shine góp mặt đều nhận được rất đông sự quan tâm của người hâm mộ. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều fan quan tâm đến đệ tử của anh, đặc biệt là luôn theo dõi những buổi stream kể từ khi tuyển thủ này tạm xa đấu trường chuyên nghiệp. Trong buổi stream gần nhất, The Shine đã mời hai cô nàng người Hàn tham gia buổi stream của anh. Vậy là kênh như bùng nổ vì có sự xuất hiện của hai bóng hồng xinh đẹp. Ngoài trò chuyện, cả ba cũng có những màn tương tác như ca hát hay nhảy TikTok khiến nhiều fan bật cười. Bất ngờ là trên sóng livestream khi đang nhảy múa hăng say, The Shine vô tình để lộ ra vết sẹo dài hơn một gang tay ở tay phải. Điều này khiến cho cộng đồng bàn tán khá nhiều về tình trạng chấn thương của The Shine. Theo thông tin được lan truyền trong cộng đồng game thủ, trong quá khứ, The Shine đã đưa một nhóm tuyển thủ đến quán bar uống rượu trong quá khứ. Khi đó đã xảy ra tai nạn và The Shine đã có một vết sẹo dài ở tay. Dù chưa biết tình trạng vết thương nghiêm trọng ra sao, nhưng nhiều người cho rằng The Shine đã được miễn nghĩa vụ quân sự tại Hàn Quốc vì chấn thương này. Hiện tại, cộng đồng vẫn đang bàn tán khá nhiều về vấn đề chấn thương của The Shine. Kể từ khi nhận áo phạt Global Ban của Riot cho hành vi vạ miệng trong giai đoạn nhạy cảm của dịch bệnh, Zeros chuyển hướng sang làm streamer và cũng có những thành công nhất định. Tuy nhiên đổi lại, anh cũng thường xuyên bị những án phạt khó đỡ từ phía các nền tảng, đôi khi là chính Zeros tự hủy. Chỉ có điều những lần trước đây thì sự việc chỉ gói gọn trong tầm ảnh hưởng xung quanh của anh. Riêng lần mới đây là ảnh hưởng đến một nhân vật tưởng chừng như không hề liên quan là Văn Tùng. Zeros một lần nữa bị khóa kênh từ YouTube và bị thông báo là vi phạm bản quyền. Thế nhưng đáng nói trong bài đăng thông báo đến cộng đồng khán giả của mình, Zeros lại cắt cúp một phần bức thư, chỉ để lộ tên người báo cáo là Văn Tùng. Điều này khiến nam blue viên của VSS gặp rắc rối. Trong thời gian qua, anh đã trở thành một trong những cái tên gây chú ý khi có một số bình luận hướng về Genji và Peanut. Này, tai bay vả gió lại khiến nam blue viên của VSS phải nhận gạch đá từ một bộ phận các fan VSS. Ngay lập tức, Văn Tùng đã phải lên bài đính chính. Theo đó, anh cho biết mình hoàn toàn không liên quan gì đến vụ việc. Thậm chí anh còn công khai lịch sử báo cáo các kênh vi phạm của mình lên cộng đồng để đối chiếu. Ngoài ra, theo một hình ảnh đầy đủ của bức mail do phía YouTube gửi, người ta còn phát hiện cựu sao SE có thể đã có động thái cố tình không để lộ email của người báo cáo, vốn không phải email của Văn Tùng. Nhiều ý kiến cho rằng Zeros đang cố ý chuyển hướng dư luận sang công kích nam bình luận viên. Hiện tại, sự việc vẫn đang thu hút sự bàn tán đông đảo của cộng đồng. Trong khi đó, bài đăng của Zeros lẫn bài đính chính của Văn Tùng đều đã biến mất. Thất bại trước DK đã khiến Quantum Freak nhìn đối thủ của mình vượt mặt giành lấy ngôi nhì bảng trước khi giải đấu có một tuần tạm nghỉ nhường chỗ cho World Cup 2024. Sau trận đấu, CV Max mở đầu cuộc họp báo. Đây là một trận đấu hay để kiểm tra xem tình hình hiện tại của đội. Một trận đấu có ý nghĩa đến mức tôi cảm nhận được điều đó rất rõ ràng. Tuy nhiên tôi đang rất buồn vì chúng tôi đã thua cuộc. Do vậy, huấn luyện viên của Quang Long vẫn đánh giá tích cực về khả năng ứng phó của các tuyển thủ trong giai đoạn cấm chọn. Tôi luôn cảm thấy các tuyển thủ của mình có trình độ rất cao trong việc thực hiện các khái niệm cấm chọn và có sự hiểu biết tường tận. Rất ấn tượng khi thấy họ triển khai cấm chọn và thực hiện những gì mà họ đã lên kế hoạch, ngay cả khi thi đấu với một đội mạnh như DK. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời. Thật đáng tiếc khi có những sai sót nhỏ trong quá trình thi đấu của xạ thủ. Điểm mấu chốt là chúng tôi đã gặp khó khăn trong 1-2 năm qua. Nhưng nếu chúng tôi cải thiện phong độ của xạ thủ một chút và thi đấu tốt, tôi nghĩ kỳ vọng sẽ còn tăng lên. Tôi nghĩ Leaper chưa bao giờ là một thực tập sinh. Cậu ấy mới được đôn lên đội hình chính với tư cách là một tân binh và đang không ngừng tốt lên từng ngày. Quang Đông đang tạm giữ vị trí thứ 3 và sẽ chuẩn bị đương đầu với đường kim vô địch Gen, Dragonex cùng với Hanwha Life trước khi khép lại lượt đi vòng bảng LCK mùa xuân. CV Max chốt lại. Mục tiêu chúng tôi là trở thành một đội có thể cạnh tranh với các đối thủ mạnh như Gen, Hanwha, T1 và KT. Mục tiêu là nâng tầm kỹ năng, bắt đầu từ đường dưới rồi đến khâu triển khai giữa game và cả thiết lập ngay từ nhập cuộc. Jackie Love và Top sẽ là một trong hai đại diện của LPL tham dự eSports World Cup 2024. Tuy nhiên trong buổi stream gần đây, Jackie Love đã không ngần ngại lên tiếng phàn nàn về giá quốc tế này. Anh cho rằng tiền thưởng của giải đấu này quá thấp và còn chẳng đủ tiền trang trải cho chi phí tại Ả Rập Xê Út.
Jackie Love cho biết World Cup 2024 chỉ cung cấp vé máy bay hạng phổ thông cho các đội tuyển, và nếu muốn từ các đội tuyển phải nâng cấp vé của mình bằng chi phí tự trả. Nhưng nếu nâng cấp hạng vé lên thì tiền thưởng từ giải đấu thậm chí còn không đủ chi trả cho những chi phí này. Sau phát ngôn của Jackie Love trên mạng xã hội, có khá nhiều ý kiến bàn tán. Ví dụ như một streamer tại Trung Quốc cũng nhận xét, các tuyển thủ ngày nay có sức chịu đựng quá thấp. Streamer này cho rằng một số người may mắn sống trong điều kiện tốt từ bé. Việc này khiến họ có thể không đủ sức mạnh tinh thần để chịu những điều khó khăn dù là nhỏ nhất. Đặc biệt nam streamer này cũng liệt kê ra nhiều tuyển thủ LPL trong quá khứ đã phải đi tàu rất lâu để đến chỗ thi đấu. Cũng có người phải trải qua rất nhiều khó khăn để đến được vạch xuất phát của người khác. Dĩ nhiên streamer này thừa nhận các tuyển thủ sẽ không thể thi đấu hết sức nếu không giữ vững được tâm lý thi đấu và tình trạng sức khỏe tốt. Và thời thế cũng đã thay đổi, hiện nay các tuyển thủ cũng không cần phải chịu đựng sự gian khổ, nhưng các tuyển thủ vẫn cần phải rèn luyện ý chí để có thể trưởng thành cũng như phát triển tối đa tiềm năng của bản thân. Khi một số tuyển thủ từng thi đấu rất tốt và đánh mất phong độ, khán giả thường sẽ nghĩ đến những lý do như tuổi tác, kỹ năng hay chấn thương. Nhưng với trường hợp của Altuve thì hoàn toàn khác. Sau khi vô địch chung kết thế giới, xạ thủ này ngay lập tức xuống phong độ và không gây được tiếng vang nào trong thời gian sau đó chỉ vì lười. Theo như Duyên Bi chia sẻ trong một buổi stream ở đây, anh cho biết người đồng đội cũ của mình, Altuve có tài năng chơi game thiên phú, nhưng mà cậu ấy có thói quen xấu là rất lười biếng. Thi đấu xong là liền lao vào các trò chơi trên điện thoại hoặc lướt điện thoại suốt cả ngày, trong khi đó chỉ đánh rank 2-3 trận. Ngoài ra, cựu đương giữa vô địch thế giới 2019 còn cho biết WX không bao giờ dám lơ là như vậy, kể cả khi còn chung đội. Bất kể đi đâu mà không được tập luyện, LWX đều sẽ thông báo cho Duyên Bi. Cậu ấy có tài năng chơi game thật đấy, nhưng cậu ta thật sự quá lười biếng. Có vẻ như sự lười biếng đang đánh mất luôn cả phong độ của một sao thủ tài năng như LWX khi vừa vô địch thế giới với một thành tích khá áp đảo. Thì người hâm mộ sao thủ này nói riêng cũng như fan Las Phoenix nói chung đã hy vọng nhiều hơn. Nhưng rất tiếc, ngày năm sau đó, Phoenix đã không còn tạo được bất kỳ sự bất ngờ nào tại các giải quốc tế. Trước LWX, DeSai cũng từng có thời gian lơ là việc tập luyện và leo rank. Thế nhưng Top God đã kịp lấy lại phong độ, chỉ có điều DeSai được sự ủng hộ tối đa và luôn là mục tiêu săn đón của các top team. Còn LWX, nếu anh không tự cứu mình thì có lẽ sự nghiệp tuyển thủ này cũng đã bắt đầu lụi tàn.